bạn luôn nha. Xe này bữa nay là rồi các bạn ơi, nhưng mà tại vì đợi động cơ với hộp số của khách đem lên gáp qua nha, chứ không phải ở tiệm nha, cho nên là cũng như đã hoàn thành rồi đó, còn gáp động cơ với hộp số nữa là xong rồi, bắt đầu là ngày mai lên sườn khác rồi các bạn ha. Rồi các bạn nào có cần thì liên hệ nha. Nói chung xe này là sơn đồ rồi hoàn thành hết rồi các bạn ơi, chỉ còn đợi động cơ với hộp số nha. Sơn hoàn thành hết trơn, mấy đố đứng rồi dẫn sơn hết luôn nha các bạn. Rồi bắt đầu tôn phía ngoài chụp vô nha. Cái này tại vì hộp số của khách luôn các bạn ơi, với động cơ, cho nên rồi mắc đợi nữa, đợi dưới mấy ảnh kéo vừa xong rồi bắt đầu mới đem dàn sơ dàn cổ kéo kia lên nha, mới gắn đồ qua. Sơn rất là bóng nha các bạn, sơn là cái như ok luôn. Xe này bề ngang là nó 1m8 nha các bạn. Ở đây là Bình Hòa Lộ Tẻ Chi Tôn nha các bạn, Bình Hòa Châu Thành An Giang. Bánh lăng thì có 40 gang cũ nha các bạn. Còn cái hộp số của ông khách này là hộp số thép luôn các bạn ơi, cho nên mình làm xong hết trơn rồi nha, chỉ còn đợi hộp số để vô với động cơ gác lên cái nữa là xong. Bánh lái này là bánh lái đặc luôn nha các bạn, bánh lái này là bánh lái 26 luôn nha. Rồi các anh em nào có thấy ok thì hãy ủng hộ kênh mình nha các anh em, đăng ký like và share cho mình nha, mình sẽ quay những chiếc máy khác cho các anh em xem. Sơn thì rất ok nha, sơn là bao đẹp nha. Tôn thì tôn mè luôn các anh em ơi.
đố ở dưới dạ đều sơn hết luôn nha các anh em. Còn phía dưới lườn xe cũng sơn luôn nha. Nói chung là bao ok các anh em ơi. Cái thùng dầu nó đang đó các bạn, chuồng chó của nó luôn nha, chỉ còn đợi gáp lên nữa là xong rồi. Thì các anh em và các bạn nào có cần thì cứ liên hệ số điện thoại rồi để đóng liên tục nha. Rồi kết thúc video nha các anh em, hẹn lại video sau nha. Còn các anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại.